Chào các em. Chúng ta tiếp tục giải vòng số 4 Rio Olympic của khối lớp 6. Bài thi số 1. 4 đáp án. Tổng của số bé nhất có 5 chữ số khác nhau. Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là gì? 1, 0, 2, 3, 4 ha. Cộng cho số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là 9998. Vậy số là 20.232. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong ngoặc đơn. Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 2, bởi vì x bình phương nhỏ nhất là bằng 0. X mũ 2 nhỏ nhất là bằng 0, vậy cộng 2 thì nhỏ nhất là bằng 2. 2 mũ 2 là bằng 4. 4 cộng 2 là bằng 6. Như vậy biểu thức A nhỏ nhất là bằng 6. Tập hợp các số có 2 chữ số khác nhau, chia hết cho 2. Bây giờ ta quên chuyện có 2 chữ số khác nhau đi. Các em chỉ tìm cho thầy những số có 2 chữ số 2 chữ số khác nhau, chia hết cho 2. Số 10, số 12, số 14 cho tới 98, đây là những số có 2 chữ số chia hết cho cho 2. Đúng không? Vậy có là 98 trừ 10 chia đôi cộng 1 là 45 số các em. 45 số ha. Bây giờ các em loại bỏ cho thầy những số có 2 chữ số giống nhau. Đây có 45 số nè. Rồi mấy em bỏ cho thầy số nào. Những số có 2 chữ số giống nhau là gồm những số nào nhỉ? 22, 44, vân 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 cho tới 88. Vậy có mấy số? Một, 22, 44, 22, 44, 66, 88. Vậy là bỏ đi 4 số kìa. 45 chữ 4 là 41 số ha. Giá trị lớn nhất của cái hiệu này. Hiệu này sẽ lớn nhất khi số trừ là bé nhất. Số trừ bé nhất là bằng 1 khi x bằng 0 đó. Vậy lúc đó 7 trừ 1 là bằng 6 là lớn nhất. Tích của hai số tự nhiên thay đổi ra sao nếu ta thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất và thêm chữ số 0 vào bên trái số thứ hai? Đọc cho kỹ đề coi chừng bị lừa kìa. Giờ thầy cho hai số tự nhiên là A nhân B nè, là cũ đó. Bây giờ thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất, tức là A thêm chữ số 0 vào thì nó sẽ tăng lên gấp 10 lần và thành 10A đó. Rồi thêm chữ số 0 vào bên trái số thứ hai. Số thứ hai là B thì các em thêm chữ số 0 vào bên trái thì nó đâu có thay đổi gì đâu, nó vẫn là B mà, đúng không? Vậy lúc đó cái tích này nó sẽ gấp 10 lần tích cũ ha, tích tăng 10 lần. Kết quả phép tính này em nhẩm cũng ra mà. Bằng 0 cơ. Rồi nhẩm luôn. Cũng bằng 0. Hiện nay mẹ gấp 4 lần tuổi con. Đọc đề cho kỹ ra. Tổng số tuổi hai mẹ con là 4, là 50 tuổi rồi. Hỏi
sau bao nhiêu năm nữa mẹ gấp 2 lần tuổi con. Để kèm đặt x cho nhanh này kia. Gọi tuổi con hiện nay là x thì tuổi mẹ là 5x. Xin lỗi, 4x. Như vậy là tổng hai mẹ con là x cộng 4x là bằng 50. Từ đây kem suy ra x sẽ bằng 10. Giờ hiện nay là con 10 tuổi. Không. Con là 10 tuổi. Còn mẹ hiện nay là 40 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Bây giờ gọi n năm nữa đi. Thì mẹ sẽ gấp đôi tuổi con. Thì lúc đó là con là 10 cộng n cộng thêm n tuổi đó, mẹ là 40 cộng thêm n. Thì lúc đó con nhân đôi là bằng mẹ. Đó. 2 nhân 10 cộng n bằng 40 cộng n. Rồi các em giải bài toán này. Dùng tính chất phân phối ta có 20 cộng 2n sẽ bằng 40 cộng cho n. Rồi ta cân bằng hai vế ha. Ta giãn lực hai vế, bên này 20 bên này 40. Bên này 2n bên này n. Vậy là bên trái không còn 20 nữa, và chỉ còn n thôi, còn bên phải không còn n nữa, chỉ còn 20 thôi. Vậy là 20 năm nữa các. Thì tuổi mẹ sẽ gấp đôi tuổi con sau 20 năm nữa. Thử lại nha. 20 năm nữa con 30 tuổi. Còn mẹ là 60 tuổi, đúng rồi. Tiếp tục. Tổng của ba số là số lớn nhất có ba chữ số. Nếu lấy số thứ nhất chia số thứ hai thì được thương là 5 nhân 3. Số thứ nhất hơn tổng của hai số còn lại là 7 đơn vị. Vậy số lớn nhất trong ba số đó là gì? Em đọc cái đề rất kỹ ha, lấy nháp ra. Bài toán này có vẻ thừa dữ liệu ghê. Ơi, thầy gọi số lớn nhất là A, số tiếp theo là B và số cuối cùng là C. Thì theo đề á, thì A cộng B cộng C á, tổng của ba số này là số lớn nhất của ba chữ số là 999, đúng không? Giờ các em lại đọc thêm một dữ kiện nữa nè. Số thứ nhất hơn tổng của hai số còn lại. Vậy là A trừ cho B cộng C đó. Chỉ có số này mới có khả năng hơn tổng hai số còn lại. Có số lớn nhất thì mới khả năng hơn tổng hai số còn lại thôi, đúng không? Và hơn là 7 đơn vị. Như vậy đây là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu nè. Tổng là 99, còn hiệu là 7. Như vậy là số lớn là bằng 999 cộng 7 chia đôi, tổng cộng hiệu chia đôi. Là 503. Vậy cái giả thiết kia thừa rồi ta. Cái giả thiết số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 5 dư 3 là thừa rồi. Đề không hay lắm các em hả? Rồi, tập hợp này có 4 phần tử, như vậy số tập hợp con là 2 mũ 4 là 16. Ta qua bài thi số 2.
Mấy bài tìm ít này các em tranh thủ giải nhanh đi ha. Lấy 75 nhân 12 chia cho 15 được 60. 60 rồi trừ cho 40 là ra 20. Bài này các em tính vế bên phải chứ. 15 cộng cho 25 nhân 8 được bao nhiêu? Trừ 42 rồi được bao nhiêu? Nhân cho 15. 2595. Bài này 3920 chia 28 được chia 2 nữa được 70. Bài này 16 nhân 48 rồi cộng cho 32 ra 800 kem. Bài này 460 cộng 85 nhân 4 được bao nhiêu nhân tiếp cho 4 rồi trừ cho 200 là ra 3.000. Chia 80 cho một số A, ta được số dư là 333. 80 chia cho A được số dư là 33. Rồi 80 nè. Giờ thầy gọi thương là quy đi. Vậy là A nhân quy và cộng cho 33. Đó là bài toán này. 80 chia A được thương là quy dư 33. Vậy A nhân quy sẽ bằng gì? Sẽ bằng 50. À 47 à. 47. 80 chia 33 mà. Rồi như vậy là A nhân quy sẽ bằng 47. Mà 47 á, thì các em tách nó thành tích thì chỉ có một con đường tách thôi, đó là 1 nhân 47 hoặc là bằng 47 nhân 1. Như vậy là A của chúng ta có thể bằng 1 vì quy bằng 47, hoặc là A có thể bằng 47 quy là bằng 1, chứ không thể tách đường nào được nữa hết á. Nhưng mà các em lưu ý cho thầy nè, A là số chia đúng không? Thì số chia không thể nào mà được bé hơn số dư được. Như vậy là A không thể là 1, thì A phải là 47. Đúng không? A là 47. Thì 80 chia cho 47 thì được 1 và dư lại 33. Rồi tiếp tục. Bài này cũng giống vậy các em. Một trăm hai mươi sáu, một trăm hai mươi sáu chia cho A được thương là quy và dư lại 25. Như vậy là A nhân quy sẽ bằng 111. Trăm hai mươi sáu chia A được dư 25. Giờ 111 các em có thể tách thành gì nhỉ? 3 nhân 37. 3 nhân 37 hoặc là bằng 37 nhân 3 nè. Thậm chí là bằng 1 nhân 111. Thậm chí là bằng 111 nhân 1 nữa. Đó. Rồi giờ các em coi chọn trường hợp nào nha. A lại là số dư. Số dư thì phải lớn 25 đúng không? Như vậy là A không thể nào là bằng bằng 3 được, không thể nào bằng 1 được. Vậy có thể là 37 hoặc là có thể bằng 111. Chia 126 cho một số tự nhiên A, ta được dư 25. A bằng 27.
126 các em chia cho 27 đi. À sai rồi, 37 chứ. Dư lại 15. Một một là kem tách 3 nhân 37 được đó. À số chi không thể là 3 bởi vì dư 25 đúng không? Vậy số chi có thể là 37. Thương là 3. 37 nhân 3 cộng 25. Không được. 101, trời ơi, nãy giờ mình làm sai hàng gì? 106 trừ 25 là 101 các em. Rồi các em đi phân tích 101 ra coi. Coi nó bằng cái gì những cái gì. Không thể tách được ha. 101 này chỉ có con đường là 1 nhân 101 hoặc là 101 nhân 1 hơi. Mà A thì không thể là 1, vậy A sẽ là 101 các em. 126 chia 101 được 1 dư 25 đúng rồi. Câu số 8. Đáp án mình 5 cơ. Tổng của số lớn nhất có 6 chữ số. Số lớn nhất có 6 chữ số là 999999 là số lớn nhất có 6 chữ số. Số nhỏ nhất có 5 chữ số là 10000. Một triệu 9999. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất. Biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5. Còn chia cho 31 thì dư 28. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất. Biết rằng khi chia số này cho 29 dư 5.
Bài toán 10. Số đó các em bớt đi 5 á, thì nó sẽ chia hết cho 29 và chia cho 31 thì nó chỉ còn dư là 23 thôi. À, các em bám vào cái đề mới đó các em đi. Số đó chia cho 31 dư 23. Nhưng mà lúc chia 29 là chia hết. Thì các em dùng máy tính bỏ túi các em sẽ tìm được cái số đó là số 116. Số nhỏ nhất chia cho 31 dư 23 mà lại chia hết cho 29 là 121. À, xin lỗi, 116 rồi cộng thêm 5 thì bằng 121. Ở đây thầy không đủ thời gian để giải thích cho các em. Thầy sẽ có cái chuyên đề riêng về chia hết và chia dư. Cách xử lý cái lập bài chia dư này. Các em lên trên kênh của thầy xem nha. Ở đây không đủ thời gian để thầy giải thích. Các em nhớ là đăng ký like and subscribe thì mới tham gia những cái video bài dạy đó. Còn chỉ là khách khách xem thôi thì sẽ không được tham gia cái bài học đó đâu ha. Đó. Em nắm được bí quyết đó thì chúng ta sẽ giải những bài này rất là nhanh. Rồi bài toán là xong. Đọc bài. Bài thi số 3. Tổng tất cả các phần tử là số lẻ của cái tập hợp này. Tập hợp này gồm những số lẻ nào? Các em quan sát, nhỏ hơn 100 mà chia hết cho 5. Nhỏ hơn 100 chia hết cho 5. Quên chuyện chẵn lẻ đi, 0 này, 5 này, 10 này, 15 này, 20 này, vân vân vân. Nhỏ hơn 100 là tới 95 thôi. Thì đây là những số chia hết cho 5 mà nhỏ hơn 100 đó các em. Mà nó bao gồm cả chẵn lẻ. Giờ ta chỉ tính số lẻ thôi. Thì có 5 nè, 15 nè, 25 nè, vân 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 cho tới 95. Đó. Rồi giờ ta cộng lại. Dễ dàng thấy được á là từ 5, 15, 25 cho tới 95 là có bao nhiêu số? Là có 10 số đúng không các em? 10 số. 10 số hạng. Vậy các em lấy cuối cộng đầu nhân số số hạng chia đôi là 95 cộng 5 là 100 nhân 10 chia đôi là bằng 500. Tổng của chúng nó là bằng 500. Tổng bốn số tự nhiên liền trước các số này. Liền trước các số này thì là 2011 cộng 2012 cộng 2013 là cộng 2014. Rồi tiếp tục. Cho ABCD là các số tự nhiên liên tiếp viết theo thứ tự giảm dần. ABCD là các số tự nhiên liên tiếp viết theo thứ tự giảm dần. Sáu một bảy bốn nha. Em thử ví dụ khác được không? Số tự nhiên liên tiếp. Dạ đúng rồi, 6174.
Số nào chia hết cho 2 và 9 luôn? 5 loại, 7 loại, 9 loại. Bởi vì đâu thể chia cho 2 được, cái đề lãng xẹt ha. Vậy lấy cái này thôi, cái này chia mỗi đáp án này thôi mà. Chia hết cho 2. Đáp án dở quá. À, đề cho đáp án dở quá. Hiệu hai số là 12. Gấp 3 lần số bé. Trừ đi số lớn. Thì bằng 18. Rồi, bài này các em giải như thế nào? Kem đại số hóa là kem giải. Số lớn là số bé là y trừ nhau bằng 12 nè. Đó để cho ha. Gấp 3 lần số bé là 3y trừ đi số lớn là x. Thì được 18. Rồi giờ từ đây các em tìm tìm bất giờ đi thôi. Em cộng lại x trừ y cộng 3y trừ x thì bằng 12 cộng 18 là bằng 30 nè. Mà x trừ y thì cộng 3y rồi hồi trừ x thì x trừ x là hết. Còn trừ y mà cộng thêm 3y là thực ra chỉ là cộng có 2y mà thôi ha. Cộng 2y bằng 30 thì suy ra là y bằng 15. Y bằng 15 tiếp tục các em suy ra x sẽ bằng 27. Bởi vì chỉ có 27 trừ 15 mới bằng 12 thôi. Rồi cộng lại thì bằng 42. Như vậy là ta đã hoàn thành xong vòng thi với số điểm là tối đa. Rồi, tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở vòng thi tiếp theo.